Mitsubishi cuối cùng đã chính thức trình làng Outlander PHEV mới. Mẫu xe này sẽ được bán tại Nhật Bản từ ngày 16 tháng 12 năm nay. Thị trường Úc và New Zealand sẽ theo sau vào nửa đầu năm sau, trong khi mẫu SUV plug-in hybrid sẽ được tung ra thị trường Bắc Mỹ trong nửa cuối năm 2022. Mitsubishi Outlander PHEV mới trông khá giống với mẫu xe chạy bằng xăng lần đầu tiên được tiết lộ vào tháng 2 năm nay, chỉ có một số dấu hiệu đặc biệt để đánh dấu đây là phiên bản thân thiện với môi trường. Những dấu hiệu này bao gồm một cửa sạc ở bên phải của xe cũng như việc bổ sung các huy hiệu plug-in hybrid EV và PHEV nổi bật trên cửa trước và cửa sau. Mitsubishi cho biết có tổng cộng 10 kiểu hoàn thiện thân xe để khách hàng lựa chọn, bao gồm 2 tùy chọn 2 tông màu và 8 tùy chọn tông màu đơn sắc với loạt màu kim cương gồm kim cương đỏ, kim cương trắng và kim cương đen. Bên trong cabin, Mitsubishi Outlander PHEV có các nút mới. Trên bảng điều khiển trung tâm hỗ trợ chế độ lái một bàn đạp và chỉ EV, trong khi bộ chọn số có chế độ B, để kiểm soát cường độ phanh tái tạo. Cũng trong khu vực này, là mặt số quay cho phép người lái xe quay vòng qua 7 chế độ lái xe, với chế độ Power kết hợp cùng các chế độ Normal, Tarmac, Gravel, Snow, Mud và Eco hiện có. Có một số chất liệu ghế trên Mitsubishi Outlander PHEV mới bao gồm da bán Anilin với chủ đề màu đen, hai tùy chọn da thật, đen và xám nhạt, da kết hợp đen và hai tùy chọn vải, đen và xám nhạt. Một khía trang bị quen thuộc là gói Mi Pilot Assist, kết hợp kiểm soát hành trình thích ứng với hỗ trợ dừng đi, định tâm làn đường để giữ khoảng cách nhất định với xe phía trước, và ở giữa làn đường riêng. Xe được trang bị hệ thống định vị, có thể đặt tốc độ bằng cách sử dụng nhận dạng biển báo giao thông, và giảm tốc độ xe khi vào cua hay ra khỏi đường cao tốc. Điểm thu hút đặc biệt trên Mitsubishi Outlander PHEV mới là hệ thống chuyển động plug-in hybrid, mà nhà sản xuất cho biết đây là một cải tiến lớn so với Outlander PHEV trước đó. Hệ thống này giống như trước đây, với động cơ điện trên cả hai trục cung cấp lực đẩy trong phần lớn các tình huống lái xe, trong khi động cơ đốt trong hoạt động như một máy phát điện cho pin, nhưng cũng có thể cung cấp chuyển động trực tiếp ở tốc độ cao hơn, thông qua khóa ly hợp. Một điểm khác biệt chính giữa Mitsubishi Outlander PHEV mới và thế hệ cũ là động cơ điện mạnh hơn trước, với động cơ ở phía trước hiện có công suất 114,4 mã lực và mô men xoắn 255 Nm so với công suất 80,8 mã lực và 137 Nm trước đây. Đối với động cơ điện phía sau, công suất tối đa có thể đạt tới là 134,1 mã lực, cao hơn con số 93,7 mã lực của Outlander PHEV cũ, mặc dù mô men xoắn cực đại vẫn là 195 Nm. Thiết lập động cơ đôi là một phần của hệ thống SAVC, hiện được hưởng lợi từ chức năng phanh AIC, mới cho bánh sau. Pin lithium-ion tiếp tục nằm trên sàn xe, nhưng giờ đây có công suất năng lượng cao hơn, ở mức 20 kW so với 13,8 kW trước đây, nâng phạm vi lái xe điện từ 55 km lên 87 km theo tiêu chuẩn WLTP. Động cơ đốt trong của Mitsubishi Outlander PHEV mới vẫn là loại MIVEC 4 xi lanh hút khí tự nhiên 4B12, với dung tích 2.4 lít, được điều chỉnh để tạo ra công suất 133 mã lực tại 5.000 vòng trên phút và 195 Nm tại 4.300 vòng trên phút. Như đã đề cập trước đó, động cơ này hoạt động như một máy phát điện cho pin và cũng có thể trực tiếp chuyển động các bánh xe thông qua một tỷ số chuyển 3.431 ở tốc độ cao.